Những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga Ukraine trong 24 giờ qua. Tình báo Anh giải thích lý do Nga chịu ít tổn thất hơn so với những tháng trước. Nã pháo tiêu diệt mục tiêu, lực lượng vũ trang đang dọn dẹp khu vực tả ngạn sông Dnieper ở vùng Kherson. Mỹ tấn công hạm đội mờ ám của Nga tài trợ cho cuộc chiến của Putin ở Ukraine. Quân Nga tiến công ở ba hướng, hơn 40 mũi tấn công bị Ukraine bẻ gãy. Ukraine hiệp đồng tác chiến, pháo pháp khiến pháo tự hành lớn nhất Nga nổ tung trời. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Thiên vị, mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Tình báo Anh giải thích lý do Nga chịu ít tổn thất hơn so với những tháng trước. Kính thưa quý vị, theo tình báo Anh, trong tháng 4, tổn thất của lực lượng chiến đóng Nga đã giảm đáng kể so với các tháng trước. Rõ ràng là do Nga chuyển sang phòng thủ như tờ Sự thật châu Âu đưa tin. Điều này được nêu trong báo cáo tình báo của Bộ Quốc phòng Anh về cuộc chiến ở Ukraine ngày 25 tháng 4. Các nhà phân tích lưu ý rằng, vào tháng 4, tổn thất hàng ngày của người Nga với xác suất cao đã giảm khoảng 30% sau khi giảm đặc biệt lớn so với từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2023. Theo các nhà phân tích của Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh, số liệu do Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine công bố cho thấy tổng thất trung bình hàng ngày của người Nga đã giảm từ 776 trong tháng 3 xuống còn 568 trong tháng 4. Bộ Quốc phòng Anh lưu ý rằng họ không thể làm sai lệch chính xác dữ liệu của Ukraine, nhưng xu hướng là chính xác. Các nhà phân tích lưu ý, tổn thất của Nga có thể đã giảm do nỗ lực tấn công mùa đông của họ không đạt được mục tiêu và các lực lượng Nga hiện đang tập trung vào việc chuẩn bị cho các hoạt động tấn công Ukraine dự kiến ngoài ra tình báo anh cho rằng mặc dù điều kiện đất vào mùa xuân thực sự là phức tạp việc tiến hành chiến sự nhưng tuyên truyền của nga đã phóng đại ảnh hưởng của yếu tố này đối với cuộc phản công dự kiến của ukraine theo các nhà phân tích các tuyến phòng thủ do người nga xây dựng dọc mặt trận ở saborisia có thể gây ra những khó khăn nhất định cho cuộc phản công của ukraine nhưng hiệu quả của chúng sẽ phụ thuộc vào việc có đủ nhân sự với hỏa lực hỗ trợ đầy đủ hay không Nã pháo tiêu diệt mục tiêu, lực lượng vũ trang đang dọn dẹp khu vực tả ngạn của sông Dapur ở vùng Kherson. Kể từ thứ Ba ngày 25 tháng 4, lực lượng phòng vệ Ukraine đang tích cực làm việc để giải phóng pháo binh tiền tuyến ở tảng ngạn của sông Dapur, trong khu vực tạm thời bị chiếm đóng của vùng Kherson. Natalia Gumenia, người đứng đầu trung tâm báo chí của Bộ Chỉ huy tác chiến miền Nam, đã tuyên bố điều này trên sóng truyền hình Jadoni Novini. Gumenia nói, <laughs> Theo đúng nghĩa đen, trong 3 ngày qua, chúng tôi đã thu được những kết quả khá khả quan trong công tác chiến đấu đối với các thiết bị bị phá hủy. Nhưng hiện tại, đây là một phương thức đấu tranh phản công. Chúng tôi đã bắn trúng và phá hủy từ 13 đến 22 thiết bị, pháo, xe tăng, xe bọc thép chở quân, thiết bị phòng không của địch. Nếu bạn tin tưởng vào chúng tôi và cho chúng tôi cơ hội làm việc trong bí mật, chúng tôi chắc chắn sẽ tạo ra tên tốt. Cần lưu ý rằng, trước đó bà đã tuyên bố rằng công việc của quân đội Ukraine ở tảng ngạn của vùng Kherson vẫn tiếp tục và cần có sự bí mật về thông tin. Trước đó, trong báo cáo cuối cùng của Viện Nghiên cứu Chiến tranh, người ta đã lưu ý rằng, quân đội của Ukraine đã chiếm các vị trí ở tảng ngạn của sông Dnipro thuộc khu vực Kherson hiện đang bị chiếm đóng, và có đủ video xác nhận về điều này. Trước đó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malia tuyên bố rằng một số hành động nhất định liên quan đến cuộc phản công đã được tiến hành. Mỹ tấn công hạm đội mờ ám của Nga, tài trợ cho cuộc chiến của Putin ở Ukraine. Sau khi Mỹ và châu Âu áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế trực tiếp đối với Nga, Moscow đang tìm kiếm những cách khác để tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine. Dầu mỏ của Nga là một trong những hàng hóa và công cụ tài chính mà Moscow cực kỳ phụ thuộc. Số tiền mà Nga kiếm được từ việc bán loại nguồn năng lượng này thực sự là hạng mục quan trọng nhất trong ngân sách Nga. Tuy nhiên, Washington đã có thể tấn công chính xác vào ngành dầu mỏ của Nga, thực hiện hành động mà lẽ ra họ nên làm ngay từ đầu. Với một công cụ thị trường đầy rủi ra, Mỹ đang chặn đường tiếp cận dầu của Nga tại nhiều cảng khác nhau trên thế giới. Mỹ đã làm gì? Bloomberg đưa tin, được hãng truyền thông Nga Gazeta.ru trích dẫn rằng, nhóm các công ty bảo hiểm Mỹ đã từ chối cung cấp dịch vụ cho công ty Ketiship Management của Ấn Độ công ty đã trở thành hãng vận chuyển dầu lớn nhất từ Nga. Do đó, hạm đội mờ ám của Nga đã bị dán một đoạn nặng nề. Ấn phẩm lưu ý rằng, Getty Ship Management trước đây không được biết đến và không nắm giữ cổ phần đáng kể trong ngành vận tải nhiên liệu. Tuy nhiên, vào năm 2022, nó đã lắp ráp một đội gồm 48 tàu chở dầu có khả năng chở hơn 30 triệu thùng dầu. Đồng thời, được biết rằng tất cả các tàu của công ty đã cập cảng Nga và xuất khẩu dầu và các sản phẩm dầu từ đó. Theo cơ quan này, phía Mỹ coi hành động của công ty Ấn Độ là vi phạm lệnh trừng phạt chống Nga, đặc biệt là mức giá trần. Do đó, các dịch vụ bảo hiểm của Gatik không còn được cung cấp nữa. Đó là bảo hiểm, bảo vệ và bồi thường liên quan đến việc bảo hiểm các rủi ro trong trường hợp xảy ra sự cố tràn dầu. Ngoài ra, nếu không có bảo hiểm này, tàu chở dầu sẽ không thể vào một số cảng và eo biển. Vào đầu tháng 2, Bloomberg trích dẫn số liệu thống kê từ các nhà phân tích của Trafigura đã báo cáo rằng đội tàu mờ ám của Nga vận chuyển dầu từ nước này đến các khu vực khác nhau trên thế giới sau khi lệnh cấm vận nhập khẩu nguyên liệu thô từ Liên minh châu Âu EU có hiệu lực. Liên bang Nga đạt mức cao kỷ lục lên tới khoảng 600 tàu chở dầu. Cả Iran và Venezuela, những quốc gia cũng đang chịu lệnh trừng phạt quốc tế đều không thể so sánh với Moscow về chỉ số này. Việc dầu của Nga do tàu Gatik chở sẽ không thể đi qua các eo biển và cập cảng tại một số cảng nhất định, đồng nghĩa với việc thu nhập của Moscow sẽ giảm. Điều này sẽ dẫn đến sự mất giá của đồng rút trên thị trường quốc tế. Đồng thời, với việc đồng rút mất giá, cuộc chiến ngày càng khiến Moscow phải trả giá đắt hơn và trong bối cảnh các lệnh trừng phạt quốc tế ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận công nghệ của Nga Tổ hợp công nghiệp quân sự của nước này đang bị đe dọa nghiêm trọng. đã có bằng chứng cho thấy sản xuất quân sự của nga đang gặp khủng hoảng và nước này sẽ bước vào giai đoạn lớn hơn. Một mặt, nhà máy sa tăng lớn nhất ở nga, Oren và Krasnodar, không thể đối phó với những tổn thất về sa tăng mà nga đang phải gánh chịu trên mặt trận ở Ukraine. Thiếu công nghệ, chậm trễ trong việc cung cấp nguyên liệu thô, nhân viên không có động lực làm việc và một số vụ kiện về việc mua bán dân sự đều thực hiện không đúng cách đã ảnh hưởng đến sản lượng xe tăng hàng tháng, giảm xuống còn 20 chiếc, không đủ trong bối cảnh tổn thất trung bình từ 100 đến 150 xe tăng ở Ukraine. Đồng thời, Nga đang gặp khó khăn trong đàm phán với các đối tác lâu năm của mình. Ví dụ, Ấn Độ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu phụ tùng do MiG-29 và Su-30MKI chính phủ ấn độ đã xem xét một lựa chọn để tạo gánh nặng cho các thủ tục tố tụng dân sự địa phương bằng cách đồng ý với nga để tiến hành chúng theo giấy phép của nga điều này có nghĩa là nga cũng đang mất doanh thu từ một trong những khách hàng lớn nhất của mình vì nước này sẽ buộc phải không bán phụ tùng thay thế cho khách hàng này mà phải cho phép sản xuất chúng ở ấn độ tất cả những chỉ số này cùng với cuộc tấn công của mỹ vào hạm đội bóng tối của nga mang lại những tổn thất rất lớn các chuyên gia cho rằng tác động đối với sản xuất quân sự của Nga sẽ được cảm nhận nhanh hơn nhiều so với các biện pháp trừng phạt đã được áp đặt cho đến nay và trong nhiều trường hợp đã phản tác dụng. Quân nga tiến công ở ba hướng, hơn 40 mũi tấn công bị Ukraine bẻ gãy. Quân đội của nga tập trung các hành động tấn công theo hướng mất Adyuka và Marinka. 43 cuộc tấn công đã bị đẩy lùi ở đó trong ngày những trận chiến ác liệt nhất vẫn tiếp diễn ở Bakhmut và Marinka. Điều này được nêu trong bản tóm tắt của Bộ Tổng tham mưu. Báo cáo cho biết, ngày hôm qua, kẻ thù đã phóng 6 tên lửa và 62 cuộc không kích, thực hiện 70 cuộc tấn công từ các hệ thống rocket Sanfo. Trên hướng Kupias, kẻ thù tiếp tục các biện pháp củng cố các vị trí ở các khu vực riêng biệt. Những người chiếm đóng đã không thực hiện các hành động tấn công theo hướng Lymensky và Shastsky. Theo hướng Bakhmut, quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tấn công không thành công theo hướng các khu định cư Novomaskovo và Gromovo. Các trận chiến khốc liệt cho Bakhmut cũng tiếp tục. Theo hướng Aptiev, các thù đã tiến hành các hành động tấn công gần các khu định cư Novokalinov, Steprop, Savane và Bervomaske của vùng Donetsk. Chúng đã không thành công. Trên hướng Marinka, các cuộc tấn công của Nga đã bị đẩy lùi ở khu vực Marinka và Novomikalivka kẻ thù đang phòng thủ ở các hướng Saborisia Fakation. Trong 24 giờ qua, lực lượng không quân của lực lượng phòng vệ thực hiện 9 cuộc tấn công vào các khu vực tập trung binh lính và thiết bị quân sự của quân chiếm đóng, cũng như 3 cuộc tấn công vào hệ thống tên lửa phòng không, 10 máy bay không người lái cũng bị bắn hạ. Các đơn vị tên lửa pháo binh ngày qua đánh trúng tổ hợp tên lửa phòng không và hai đài tác chiến điện tử vô tuyến điện cố địch. Bộ Tổng tham mưu cho biết thêm, để cung cấp viện trợ y tế cho những người bị thương. Những cái xâm lược Nga tiếp tục tích cực sử dụng các cơ sở y tế tại các khu định cư của vùng Lugan tạm thời bị chiếm đóng. Đặc biệt, tại thành phố Grostani, quân chiếm đóng đã triển khai một bệnh viện quân sự trên lãnh thổ của bệnh viện thành phố. Tổng thống Vladimir Zelensky đã bảo đảm rằng Ukraine sẽ không từ bỏ việc bảo vệ bàn bớt ở khu vực Donetsk. Đổi lại, người đứng đầu cơ quan tình báo Karila Budanov tin rằng vi tiếp cận các biên giới được quốc tế công nhận của Ukraine trong năm nay là điều thực tế. Ukraine hiệp đồng tác chiến, pháo Pháp khiến pháo tự hành lớn nhất của Nga nổ tung trời. Lực lượng phòng viện Ukraine đăng video phá hủy tổ hợp pháo cối tự hành 2S4 Tyuban trong cuộc giao tranh ở vùng Donetsk. Theo trang tin quân sự Aviapro, nhóm phân tích Ukraine Weapon Tracker đã công bố video pháo cối tự hành 2S4 Tigupan 240 mm của Nga bị phá hủy trong trận tập kích của lực lượng vũ trang Ukraine. Bốn đơn vị vũ trang của Ukraine được cho là cùng tham gia trận tập kích, bao gồm đơn vị trinh sát trên không Solofay, lữ đoàn 116 của lực lượng phòng vệ lãnh thổ, lữ đoàn không kích 79 và lữ đoàn pháo binh 55. Hình ảnh từ video cho thấy Tổ hợp pháo cối Nga được bố trí giữa các khu nhà dân cư và bị hỏa lực của các lữ đoàn pháo binh 55 tấn công. Sau trận tập kích, pháo cối tự hành của Nga bị thiêu cháy. Vụ việc được cho là xảy ra ở vùng ngoại ô thành phố Marinka, đông nam Ukraine. Nhóm đăng tải đoạn video không tiết lộ loại vũ khí được sử dụng trong trận tập kích, nhưng lữ đoàn pháo binh 55 được trang bị pháo tự hành cổ Pháp. Pháo tự hành Kesa sử dụng liệu pháo với cỡ nòng 155 ly được đặt trên khung gầm của một xe tải bánh lốp sử dụng động cơ của hãng Renault. Liệu pháo của CSA có thể khai hỏa với tốc độ 6 đến 8 phát một phút và có thể bắn loạt 3 phát trong vòng 18 giây. Thông thường, tầm bắn của Kesa đạt 34 km nhưng có thể tăng lên 55 km nếu sử dụng đạn pháo phản lực. Vì lạp với trọng lượng nhẹ và tốc độ di chuyển có thể lên tới 100 km một giờ. Pháo tự hành này được cho là phù hợp với điều kiện chiến đấu tại Ukraine. Chính phủ Pháp đã quyết định viện trợ một số lượng lớn siêu pháo tự hành Kesha hiện đại nhất trong biên chế quân đội nước này cho Ukraine. Những vũ khí tối tân này đã ngay lập tức được đưa vào sử dụng và mang lại hiệu quả chiến đấu trên chiến trường, giúp Ukraine cân bằng ưu thế hỏa lực với quân đội Nga. Pháo cối 2S4 Tulpan Tulip do các kỹ sư từ phòng thiết kế SKP thuộc nhà máy chế tạo máy Bren thiết kế từ năm 1967. Loại vũ khí này được đưa vào biên chế trong quân đội Liên Xô từ năm 1975 và ngay lập tức trở thành một trong những loại pháo tự hành uy lực nhất không chỉ ở châu Âu mà còn trên toàn thế giới. Tổ hợp 2S4 có thể bắn ra đạn cối kích thước 240 mm và là tổ hợp súng cối nòng lớn nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. 2S4 có thể phóng nhiều loại hỏa lực đa dạng, từ đạn nổ mạnh, đạn xuyên giáp, đạn định tầm, đạn chùm, đạn tự dẫn đường, cho tới đầu đạn hạt nhân có sức công phá đến 2 kiloton. Nhờ quỹ đạo đạn bắn cầu vồng, 2S4 Japan có thể phá hủy các mục tiêu bị che khuất nằm sâu trong các tuyến phòng thủ. 2S4 có tính cơ động cao và có thể khai hỏa hiệu quả trong nhiều tình huống tham chiến ở các khu vực địa hình khác nhau. Trong đó nổi bật là tính linh hoạt, trong việc phá hủy mục tiêu ở hẻm núi, hang động, thậm chí là các pháo đài. 2S4 có tầm bắn khoảng 20 km. Theo các chuyên gia quân sự, nếu triển khai năm phổ hợp này đồng loạt khai hỏa, nó có khả năng tạo ra một trận mưa hỏa lực đủ sức phá hủy nhiều tòa nhà kiên cố và xe bọc thép của đối phương. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews ptvgmail gmail com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.